Hello, mình xin chào cô chú. Và hôm nay từ bên cửa hàng bên con còn một số chậu giả hạt châu Như F2. Nó được lai với cây tali lưỡi đỏ cô chú. Châu Như F2 lưỡi bọt mà được lai với cây tali lưỡi đỏ nữa. Và cái dòng này thì khả năng sâu bọt rất là cao cô chú. Và con sẽ cho cô chú xem hình một số mộc hoa đã sâu bọt. Và cây bên con bán cũng giá rất là mềm, nhưng mà cây này sâu bọt ra thì giá rất là cao. Đây là mộc hoa sâu bọt rồi cô chú. Lưỡi bọt nè. Đó. Đây là một những mộc hoa đã sổ nha cô chú, nó nở rất là nhiều mộc hoa lưỡi bọt luôn á. Và nó là cũng nằm trong cái lô này. Và hiện tại thì bên cửa hàng bên con chỉ còn khoảng 5-6 chậu thôi, không có nhiều. Và giá nó cũng rất là mềm. Cây rất là đẹp nha cô chú. Giá hàng Châu Như F2 nó được lai với cây tali lưỡi đỏ và có đang sâu bọt rất là cao luôn. Và đây tôi sẽ giới thiệu các cô chú một số hình cây của nó. Và đây là một của những hoa đã sổ nha cô chú. Và đây là hoa bói nữa nè. Rất là đã cô chú. Số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và đây tôi sẽ giới thiệu các cô chú một số hình cây của nó. Đây là chậu Châu Như Lai Tali mã số 1 nha cô chú. Và tổng thiệt hại của cây này là 450.000. Mã số 1 cô chú, đang đi ngồi rất là khỏe. Giờ này thì nó có hai mầm và để nó phúng ra rất là tốt nha cô chú. Và đây là giò mã số 1, tổng thiệt hại là 450.000 cô chú. Cây rất là đẹp luôn. Một thân là dài 18 cm và thân ngắn là được khoảng 10 cm. Mã số 1, 450.000. Châu Như F2 Lai Tali lưỡi đỏ nha cô chú. Khả năng sâu bọt rất là cao. Mã tiếp theo là mã số 2 của chú, đang lên hai mầm nè, rất là đã luôn. Đã bắt đầu phúng rễ ra nha cô chú, hai mầm này đã phúng rễ rồi, cây khỏe mạnh rồi. Bây giờ này thì nó đang đi ngọn nhưng mà nó bị tuột lá gốc rồi nè cô chú. Thân nó đã bắt đầu nù ra rồi. Chắc có thể nó đi ngọn thêm hai lá nữa thì nó sẽ bắt đầu đứng ngọn nữa. Giá là 450.000 luôn cô chú, đây là mã số 2. Đang có hai mầm của chú, thân tím riệm luôn nè. Và tổng thiệt hại của cái giò này cũng là 450 luôn, mã số 2. Thân này dài được khoảng có 18 cm, đang đi ngọn của chú. Và hai mầm nhỏ được khoảng có 2-3 cm. Đã bắt đầu xì rễ ra rất là tốt rồi. 450.000. Đây là mã số 2. Và mã số tiếp theo á, đó là giò mã số 3. Và giò này thì đang có rất là nhiều kỳ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nó khoảng 7 kỳ lớn nhỏ. Đều đã bắt đầu phúng rễ đó rồi cô chú. Và cái giò này tổng thiệt hại nó là 500.000, mã số 3. Và một số kỳ ngắn là được khoảng có 2-3 xăng. Và kỳ dài nhất là được khoảng 5-6 xăng nha cô chú. Đây là con cắt mấy thân già đó, con làm kỳ này nãy lên kỳ rồi nè. Và rễ nó phúng ra rất là tốt. Giá của giò này là 500.000 của chú, đây là mã số 3. 500. 7 kg lớn nhỏ, 500.000. Và đây là mã số tiếp theo, mã số 4. Đang có một thân già, còn một thân đang đi ngọn rất là khỏe luôn cô chú. Thân tím riệm luôn nè. Và đây là tất cả là hàng sổ. Đây là mã số 4 và giá cũng là 400.000 nha cô chú. Mã số 4 giá 400. Đang đi ngọn rất là mướt luôn. Và thân già thì mình về mình kích kỳ lên nè. Hoặc là mình muốn xem hoa thì mình kích hoa nó lên. Và thân này dài được khoảng cỡ 15 xăng nha cô chú. Mã số 4 giá 400. 15 xăng. Đây là mã số tiếp theo. Giờ đây là mã 5 nè. Rễ nó phúng ra rất là tốt. Đây có thân già của chú. Và thân này nó dài được khoảng 15 xăng luôn. Đang đi ngọn rất là đã của chú. Đó. Chung là cây rất là khỏe, đều đã bắt đầu xuống rễ rồi. Đây là hàng thuần vườn rồi. Có như còn có 5-6 chậu thôi. Dài được khoảng cỡ 15 xăng nè. Và giá của nó là 400.000 chẳng. Mã 5 nha cô chú, giá 400. Tiếp tục là mã số 6 nha cô chú. Giờ này đang chuẩn bị lên mầm nè, mắt ngủ đã sáng rồi. Đó. Giá của giờ này nó cũng là 400.000 luôn, một thân. Đang đi ngọn phà phà luôn cô chú, thân tím riệm mà, rất là đã. Khả năng sâu bọt rất là cao nha cô chú. Giá là 400.000. Và đây là giò mã số 6, giá 400. Thân này thì nó dài được khoảng cỡ gần 20 xăng nè cô chú, 18 xăng. Giá 400. Mã 6. Đây là mã số tiếp theo, mã số 7 của chú. Nè, đang có 3 thân đang đi ngọn nè, và một cây nhỏ của chú.
Giá của cái giò này nó là 350.000. Đây là mã số 7 nha cô chú, giá 350, mã số 7. Cây rất là mướt luôn nè. Giò mã số 7 350.000. 4 kg lớn nhỏ cô chú, mã số 7. Và kỳ này thì nó dài được khoảng 3-4 xăng. Giá là 350.000 mã 7. Đây là kỳ mã số cuối cùng nha cô chú. Con mới tách ra nè. Đây. Rễ phúng rất là tốt rồi. 1 kỳ. Giá tiền là 300. Nó dài được khoảng từ 10 tới 15 xăng. Mắt ngủ còn riêng chón nè cô chú. Rất là đã. Rất là đã luôn. Giá là 300.000 nha cô chú. Đây là mã số cuối cùng. Đây là mã số 8 nha cô chú. Mã 8.